mày nhận đấy. Tụi tưởng mua hà đi nhà ông Thanh chứ. Mua Thanh đi với lại Trường rồi đi cái giới vậy. Qua bán hay ở nhà đó mà. Ủa nhà ở nhà mấy hay Trường có gì đợi đi vô đây này. Thank you.
đó chưa chia là lục ông quay rồi nhỏ là cái nó bỏ bán kêu chia là nước lên quay 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 quay
nước chừng đi là an toàn rồi đó. Nước kia chưa ăn ăn luôn. Thank you.
Thank you.
lời đầu tiên thì mình xin được phép thay mặt ban nhạc gửi đến mọi người lời chào và lời chúc sức khỏe ạ. Thì Đà Nẵng đã vào đông rồi, thì không biết mọi người ở đây đã bắt đầu thấy lạnh chưa ạ? Có. Ok, mình sẽ nghĩ là mọi người thấy lạnh rồi. Thì mình rất là vui bởi vì dù trời đã bắt đầu lạnh rồi thì mọi người vẫn đến đây rất là đông đủ. Sự vinh rất là biết ơn mọi người. Và để chào tạm biệt mùa thu thì mình xin gửi đến mọi người bài hát Lão Quen Chiều Thu ạ. Yeah.
con đường em bước đi. Thì mùa đông cũng về rồi, mình đi ngoài đường mình dễ hết là gặp những cái trường hợp người ta sẽ cặp đôi, người ta nắm tay nhau, người ta ôm nhau. Thì mình có một người bạn thì giờ đã đi xa, có nhìn mấy cảnh nó buồn lắm, cho nên mình quyết định không, bây giờ mình sẽ hát bài Khi Cô Đơn Em Nhớ Ai để gửi cho người bạn ngồi bên kia của mình. Mong rằng bạn sẽ bớt nhớ người yêu nha. Trong anh mây cao, anh đâu biết tình yêu bay xa sao? Phố xa đường đang ra vài tình, mơ lúc vài tình. Biết tay trong anh từng đêm như cơn mê, nhẹ nhàng rụt trong đêm thâu. Lung linh cơn mưa lâu, mưa rơi mãi làm gì là sâu? Ở trái tim cô đơn lạc lõng. Đến thời trong anh tình yêu vẫn có đôi. Đặt bàn tay lên khóe môi, chiếc hôn vẫn xa vời. Mưa vẫn lạnh lùng dù qua phố đêm.
cảm ơn tất cả mọi người. Thì sau đây xin mời bạn Đồng lên tiếp quản sân khấu. Dạ, một lần nữa thì cho phép chúng em xin được gửi lời chào và chúc sức khỏe đến tất cả quý vị đang cầu mặt tại buổi tối ngày hôm nay. Xin mọi người có thể cho mình một tràng tay một lần nữa. Thì vẫn như những lời mà chúng em luôn gửi gắm lần trước thì Swing luôn là một cái đêm âm nhạc giao lưu. Vì vậy, hy vọng là mọi người sẵn sàng chuẩn bị cho mình một bài hát để cùng gửi đến cho nhau những lời ca và tiếng hát. Và sau đây cũng là một bài hát vui vẻ hơn, trẻ hơn, có rap hơn, mang tên vào giai điệu này. Xin mời mọi người cùng lắng nghe. Thank you.
và tiếp tục sẽ là một ca khúc trẻ khác, nhưng mà có vẻ là nó sẽ chill hơn một chút, mang tên Xanh của Mark Ben. Nếu ai thuộc thì hát cùng mình nhé. Thank you.
rất là nhiều ạ. Và sau đây xin mời Thanh Bách trở lại sân khấu. Nếu như mọi người trong đêm nhạc ngày hôm nay có điều gì mà sư huynh sai sót với quý vị thì mong mọi người có thể bỏ qua. Và cũng đừng quên rằng chuẩn bị cho mình một bài hát để cùng gửi tặng cho mọi người nhé. Xin mời Thanh Bách ạ. Xin chào tất cả mọi người, thì lại là mình đây. Dù là trời đã lạnh rồi, nhưng mà khi mọi người đến đây thì đây nhạc hứa với mọi người là sẽ mang lại cho mọi người những giai điệu thật là hay, thật là ấm áp. Nên mọi người, nếu mọi người ở dưới mà mọi người thuộc thì mọi người có thể hát theo mình, hoặc là mọi người muốn lên đây hát để làm cho cái đêm nhạc ngày hôm nay nó trọn vẹn hơn, thì mọi người có thể đăng ký với ban nhạc hoặc là đăng ký với nhân viên. Thì tiếp theo đây thì mình xin gửi đến mọi người bài hát Nàng Thơ, và hy vọng là bài đó sẽ làm mọi người thích. Em đánh rơi nụ cười vào anh, có nghĩ sau này em sẽ chờ vô tư cho đi hết những ngày thơ. Anh một người hát mãi những điều mong manh, lang thang tìm niềm vui đã lỡ, chẳng buồn dặn lòng quên hết những chờ vơ. Ta yêu nhau bằng nỗi nhớ chưa khô trên những bức thư. Ta đâu bao giờ có lỗi khi còn nghe tim trôi từ. Chỉ tiếc rằng em không là nàng thơ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thì bài hát vừa rồi là một bài hát nó khá là mới. Vậy thì sau đây em xin gửi đến mọi người bài hát cũ hơn một tí của Tô Chấn Phong. Thì không biết mọi người ở đây có thích nghe nhạc Tô Chấn Phong không ạ? Vậy thì sau đây em xin được phép gửi đến mọi người một ca khúc, đó là bài hát Hoa Nào Hoa Trắng. Trong mùa đông, nước mắt có khi đục trong.
Và sau đây mình xin gửi mọi người đến một ca khúc thì với nội dung là an ủi những người gặp khó khăn và hy vọng là mọi người luôn nhìn thấy điều tích cực trong cuộc sống. Ca khúc mang tên Hey Jude của The Beatles. Xin mời mọi người cùng lắng nghe. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Let it out, let it in.
xin lỗi mọi người vì những sai sót vừa rồi, mong mọi người thông cảm. Thì sau đây mình xin mời một bạn nữ để lên thay đổi không khí của chương trình. Xin mời Mèo lên sân khấu. Em xin chào mọi người. Em xin tự giới thiệu, em là Mèo. Hiện tại em đang là ca sĩ thực tập của Swing. Nên là khi nào mà anh Bác với cả anh Đồng mà hát mệt thì em mới được hát. Cho nên là nhân dịp anh Đồng anh Bác vừa mệt, cho nên là em xin mọi người cho em một tràng pháo tay để bắt đầu hát. Sau đây thì em xin gửi cho mọi người một ca khúc ngoại quốc cũng khá lâu rồi. Các cô đồng mang tên Can't Take My Eyes Off You, hy vọng mọi người sẽ thích nhé. Can't take my eyes off you.
Ra đây thì lại một cái khúc ngoại quốc nữa của cũng khá là sôi động. Để làm nóng không khí cuộc buổi tối ngày hôm nay thì em xin gửi đến mọi người ca khúc được mang tên Rowing in the Deep. There's a fire starting in my heart, reaching a fever till they're breaking me out the door. Finally, I can see you bleed so clean. Go ahead and sew me up now, lay your ship bare. Thì như lúc đầu em nói thì đêm nhạc rất mong được những cái lá phiếu giao lưu từ mọi người
Vậy thì để mở phần đầu cái phần giao lưu ngày hôm nay thì mình xin mời bạn Lĩnh ạ. Phạm Toàn Thắng, ca khúc được mang tên là Xin mời cùng lắng nghe. Lòng giữa đám đông người qua, tiếng nói vẫn cười vang. Anh thấy mình lạc thỏm giữa những chiếc xe ngang. Tìm đâu để thấy em, tìm mãi theo dấu chân em, mà phải theo tháng. Chợt vỡ tan trong ngỡ ngàng. Chờ yêu thương bên em đợi ta, chờ yêu thương thôi.
vai không đến bên em nhạt nhòa trong giấc mơ.
chân làng bước trên phố quen nơi con mơ tôi đi vào để tìm lại đúng nơi trước khi xin phép được quay trở lại để gửi đến mọi người một bài hát. Và đây sẽ là bài hát Vì Sao Thế. Và mọi người cùng lắng nghe. Một câu khi chia biệt, chẳng cho anh biết được một lý do sao.
Vâng, xin chào mọi người ạ. Bạn tên là Minh ạ. Và giờ đây em xin gửi tới mọi người một sáng tác của nhạc sĩ Đoàn Minh Vũ ạ. Tôi cũng không tin nhắn dấu mây là anh em mặc mong mọi người nghe. Mình đây có nỗi nhớ bên ngoài.
Vâng, và tiếp theo xin gửi tới mọi người sáng tác của ca nhạc sĩ An Cang ạ, có một tên ngày xưa em đến là một người đã hôn. Xin mời anh Khanh ạ.
tạm biệt anh thôi. Cô tạm biệt em nói trên môi, anh biết đây là đêm cuối bên nhau mà thôi. Nhìn lại từng khoảnh khắc tồn tại, mắt không là ai. Mắt em ngày mascara, em trách anh không đi đến nơi rõ ràng nhà. Dù vài ngày cũng xin mời bạn Hà.
Vâng, xin chào tất cả mọi người đã có mặt trong buổi tối hôm nay ạ. Và để tiếp nối cho đêm nhạc, xin mời mọi người cùng đến với Cơn Mưa Tình Yêu ạ. Và ở tại khúc này em xin mời sự góp mặt của anh Bắc. Như vô tình, yêu anh lên hơn thế.
Không biết thì anh Kỳ đã sẵn sàng cho phần giao lưu chưa? Anh Kỳ ơi. À, vậy thì tiếp theo xin mời mọi người đến với phần giao lưu của anh Kỳ ạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nghĩ rất nhiều ạ. Và tiếp theo có lẽ là phần giao lưu cuối cùng, đó chính là mời bạn Nam ạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
diễn của bạn rất là nhiều. Và sau đây chính là một ca khúc cuối của chương trình ạ. Còn một ca khúc cuối. Còn không một tên. Đến bao giờ xin mời bạn Bách lên hỗ trợ của mình. Mời bạn hát một mình. Mình sẽ hát một mình. Giao lưu nhiều hơn nữa những ca khúc trong tuần sau. Xin cảm ơn mọi người rất là nhiều.
Thank you.